Vâng, thưa quý vị, các chuyên gia đánh giá rằng việc phụ huynh lo lắng cho con em của mình có nhu cầu được tiêm vaccine COVID-19 là một điều chính đáng. Trước thực tế, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Và một tin vui là hiện nay thì chính phủ cũng đã đăng ký mua 20 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh cũng vẫn còn một mối lo khác, đó là việc tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được thực hiện như thế nào để có thể đảm bảo an toàn. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Hiện chỉ có vaccine Pfizer đã được phê duyệt để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hãng này cũng đã thử nghiệm lâm sàng cho nhóm dưới 12 tuổi. Song hiện nay, tại một số quốc gia, việc tiêm thận trọng và kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng này chưa thể mở rộng. Theo các chuyên gia, tuổi càng trẻ, việc đáp ứng với vaccine càng mạnh. Bởi vậy, việc thử nghiệm lâm sàng vaccine cho trẻ em cũng phức tạp hơn và đòi hỏi sự quan sát, giám sát chặt chẽ hơn. Trẻ con là đang cơ thể đang phát triển. Cho nên hệ miễn dịch của nó phát triển, đúng không? Trẻ con lại tùy thuộc vào cái cân nặng, cái chiều cao nó cũng khác. Vì vậy, vaccine dùng cho trẻ con phải tính đến cả cái sự trẻ con đang phát triển là một. Cái tính đến thứ hai là liều lượng, bao nhiêu thì là vừa. Đấy, và tính đến cái thứ ba là sao ạ? Ảnh hưởng lâu dài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo cùng Bộ Y tế xây dựng phương án cụ thể về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Điều này nhằm mục tiêu cho học sinh được tiêm vaccine sớm, có thể trở lại trường học như cách làm của một số quốc gia. Bên cạnh đó, nếu không tiêm cho trẻ em thì không thể hoàn thiện lá chắn phòng thủ với COVID-19 cho cộng đồng. Như tại Mỹ, tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, kể cả châu Âu, thì cái việc mà triển khai tiêm vaccine cho trẻ em đã được thực hiện. Và chúng ta cũng thấy rằng là nhờ có cái việc tiêm chủng cho trẻ em thì cái tỷ lệ nhiễm ở trẻ em đã giảm đi đáng kể, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến các cái biến chứng nặng ở trẻ em khi mà nhiễm ấy, nó cũng đã giảm đi, đặc biệt là các cái tỷ lệ mà phải nhập viện ở trẻ em. Người ta thấy rằng là cái việc tiêm chủng cho trẻ em là vô cùng cần thiết, mặc dù vẫn có thể có những cái biến chứng bất lợi đi kèm với vaccine. Thực tế đã ghi nhận những trường hợp viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dù rất hiếm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần phải lưu ý bảo đảm an toàn cho trẻ sau khi tiêm chủng. Theo đó, cần theo dõi cẩn trọng giống như tiêm các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cái công tác chuẩn bị cũng như công tác truyền thông cũng như là những cái vấn đề về cấp cứu sau khi tiêm nó cũng sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều so với đối tượng tiêm ở người lớn. Và vì trẻ em là một cái đối tượng nó luôn luôn hiếu động, luôn luôn là hoạt động, thay vì là có cái sự bình tĩnh lắng nghe cơ thể như là người lớn, thì trẻ em đôi khi nó bỏ qua những cái vấn đề đó, và đôi khi tất những cái dấu hiệu bất lợi đi kèm có thể là không được nhìn thấy, không được phát hiện sớm, không được thông báo sớm cho y tế, và nó sẽ đến khi mà thông báo cho y tế thì cái việc mà xử trí nó sẽ khó khăn hơn. Tới đây, khi vaccine về nhiều và về đầy đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi. Quy trình triển khai tiêm sẽ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Dự án Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, có sự tổng hợp kinh nghiệm của nước ngoài. Tuy nhiên, quy trình tiêm vẫn phải khám sàng lọc trước, trường hợp nào đủ điều kiện sẽ tiêm, trường hợp chưa đủ điều kiện thì chưa tiêm, hoặc đưa đến cơ sở điều trị để bảo đảm an toàn.